cái 50 ngày mà nó nằm dưới 200 thì nó gọi là dead cross. Golden cross có nghĩa là golden có nghĩa là vàng đúng không? Có nghĩa là bullish có nghĩa là lên lên và lên. Ok. Và riêng Cái golden cross á, thì ngay bây giờ là người ta đang vỗ tay và đánh trống cái golden cross đang xảy ra, đúng không? Nhưng cẩn thận cẩn thận cẩn thận. Cái golden cross và cái dead cross á, dựa theo bao nhiêu chu kỳ vừa rồi? dựa theo bao nhiêu cái data, ok mình đã thu gom thì cái golden cross là một thứ không có thể sử dụng được, ok đừng có không phải là lên mạng xã hội ai nói gì mình cũng tin, ai cái gì nói gì mình cũng thu gom vô, đúng không? Và, và và bởi vì vậy nghe lúc mà tài khoản mình cháy á thì gọi là tại sao? tại vì là mình quá dễ dễ tin người, nghe cẩn thận cẩn thận và cẩn thận, ok cái nhà băng lớn thứ hai lớn thứ hai thái bang thì vừa rồi mua một cái sàn tiền điện tử. Ok mua mua gọi là mua gọi là mua mua cổ phần cổ cổ phần. Mua tới 97 cổ phần của một cái sàn tiền điện tử ở bên Thái Lan. Nếu nhà băng không quan trọng là nhà băng nào, nhà băng ở nước Mỹ hay là nhà băng ở Việt Nam hay là nhà băng ở châu Âu, nếu mà nó không dính dán vào tiền điện tử và Bitcoin trong tương lai thì nó sẽ bị phá sản. Nước nước Anh vừa rồi là implement ok mới đẩy ra một cái một gọi là luật lệ mới cho bitcoin và tiền điện tử ok ftx vừa rồi bán 10 triệu solana bởi vì vậy vừa rồi solana có một cái sự bay bổng đúng không solana có một sự bay bổng mới đây thôi được đẩy ra thì người ta suy nghĩ là solana nó ngừng chân nó không bay nữa nó không bay nữa nó ngừng bởi vì ftx vừa rồi bán 10 triệu đô ok nhớ là cái giá nó sẽ đi theo cái hướng nó cần đi đúng không? rồi sau đó là người ta sẽ tìm một cái câu chuyện để gọi là giải thích tại sao giá nó đi như vậy, ok? nhưng mà đừng làm vậy, đừng cứ đi theo những cái thông tin như vậy. ở đây là mình sẽ nói cho bạn hiểu thôi, ok? giá bất cứ một cái đồng nào nó dựa dựa theo người mua và người bán, ok? giá nó đi lên uh, cho những người nào mà giá nó đi lên vừa rồi nó đi lên đi, nó lên nó lên, thì nó sẽ có một cái câu chuyện tại sao nó đi lên. nhưng mà mình phải đi trước cái câu chuyện đó thì mình mới 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 thắng được cái cái cuộc chơi này okay, nó là vậy yeah. về cái chiến tranh uh, ngắn gọn lẹ thôi đang xảy ra thì đó là một sự sắp xếp nghe và gọi là để đi sâu xa gọi là tất cả những gì bạn thấy nghe nó là một sự thắp xếp để làm sụp đổ kinh tế cái năm 2020 nó giống như hiện năm 2008 Ok à, về vấn đề mà tiền bạc siết vân vân và vân vân Ok thì thì nó là vậy ok một thiết kế lớn hơn nữa thành phố 15 phút à, dẫn dắt bạn vô cbdc Ok tiền điện tử nhà bằng Trung ương riêng cái gọi là cái thời phát biểu này á nói là nước Mỹ không có thể bỏ rơi Israel được và nếu mà nó nó tới cái trường hợp mà phải đẩy binh lính của nước Mỹ qua bên Israel thì Mỹ sẽ làm để bảo vệ Israel đúng không? thì gọi là súng đạn đồ vân 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 nó đã vận chuyển rồi, ok tàu đồ đó đúng không? đã vận chuyển rồi. nhưng mà bởi vì chiến tranh nó xảy ra như vậy thì vừa rồi bao nhiêu cái video mình đã nói về cái vấn đề chiến tranh rồi chiến tranh xảy ra người ta sẽ in tiền ok à, làm phát sẽ xảy ra ok người ta sẽ không tin vào cái đồng tiền tệ người ta cầm trong tay nữa thì cái đồng tiền nó sẽ chạy đi đâu nó chạy vào bitcoin rồi chiến tranh xảy ra thì nó tốt cho bitcoin và nó tốt cho vàng ok đây là một cái gọi là một cái chi nhánh. Ok, Zod Zodia. Ok. Zodia, nó là nó là một cái một cái nền tảng Bitcoin và tiền điện tử. Ok. Và nó gọi là nó cái người mà gọi là sở hữu nó đó, cái người mà gọi là chủ của nó đó là Standard Stand uh, Standard Charter. Ok. Bắt đầu ở bên Hồng Kông. Uh, Standard Charter là một cái công ty ngàn tỷ OK, thì vừa rồi gọi là nó đang gọi là thành lập, nó đang nhảy vô tiền điện tử, dùng cái nền tảng Z Zodia này là giống như là con của nó nó thành lập. Đây là một nền tảng tiền điện tử ở Hồng Kông. Thì đây chứng tỏ cho bạn, những nhà băng nào nó khôn thì nó nhảy vô tiền điện tử. Nghe, nó sẽ mở ra một cái nền tảng mới. Đây là một người khá là nổi tiếng. Nghe, nếu bạn không biết anh ta, OK, ông ta vừa rồi ra thắc biểu gọi là Bitcoin provide you with the risk uh, risk okay, mitigation. Ok. lúc mà trái phiếu nhà nước, ok, lúc mà cổ phiếu cổ phần gọi là gọi là sắp 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 như vậy. Thì Bitcoin là cái chỗ mà để bạn khỏi bị dính đòn. Đúng không? Trái phiếu nhà nước nguy hiểm, cổ phiếu cổ phần nguy hiểm. Bitcoin là cái chỗ mà bạn chạy vô. Nó không có sự nguy hiểm ở đây. Thì nó là vậy, ok. 90% Bitcoin đã được đào. Ok, là số lượng là 19 triệu Bitcoin. Nó sẽ tốn tới 119 năm nữa để đào 2 triệu Bitcoin còn lại. Tốn tới 119 năm nữa. Ok, thì mới nó mới đào 2 triệu còn lại. Bởi vì sao? Cứ 4 năm trôi đi á. Ok, mỗi chu kỳ như vậy là 4 năm đúng không? Thì nó cắt đi số lượng được đào ra 50%. Thông tin của 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 Washington của nhà trắng của nước Mỹ đúng không? Tất cả mọi thứ có thể là bị rò rỉ hết tất cả mọi thứ từ là súng đạn cho tới tất cả những thông tin mà gọi là rất là là nhà nước mỹ phải được gọi là bảo vệ nó nghe bởi vì nó nó nó, nó liên quan với cái gọi là cái cái sự bền vững của nước mỹ ok tất cả những thông tin của nước mỹ gọi là gọi là không được gọi là ai mà gọi là đem đi bán cái đó hay là cái gì đó thì sẽ bị bỏ tù hết thì những cái công nhưng mà những cái thông tin đó là được gọi là lộ liễu hết lộ liễu hết Ok, ok. Bạn có thể lấy được tất cả những cái thông tin của nước Mỹ, những thông tin mà không ai biết hết những thông tin mà người ta giếm thì bạn có thể lấy được. Nhưng có một cái là bạn không lấy được là gọi là cái cái danh sách khách hàng của 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 của, của anh anh này. Ok, Epstein client. Một người tỷ phú đô la, đúng không? Cung cấp gì? Cung cấp gọi là con nít và gái giếm. Ok, những cái đứa bé gọi là không có dưới tuổi 18 cho tất cả những người tỷ phú trên thế giới này. À đây vừa rồi là Biden ra phát biểu, đúng không? Nói về gọi là ông ông phát biểu, ông có một cái hội nghị, ông nói về gọi là gun control, phải quản lý súng ống. Quản lý súng ống. Quản lý súng ống bởi vì sao? Bữa nào mà kinh tế nó sập, người ta đói thì người ta sẽ vác súng ra đường. Để sợ cái ngày đã đảo vân 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 xảy ra với nước Mỹ. Đúng không? Nhưng đây là cũng là một cái người đã bỏ đã bỏ đã bỏ lại 300 300 300 ngàn cái súng cho cái nhóm Taliban lúc mà gọi là thu gom đi về không đánh nhau nữa bên 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 bên, bên gì nào? Bên cái gì nào? Middle East có nghĩa là bên bên Do Thái. Ông nói uh, um, bây giờ đem về uh, tốn nhiều tiền hơn. Thôi bây giờ để hết súng, súng đạn đó đi